Kính thưa quý cô chú bác và quý anh chị, trước Thiên Chúa toàn năng, toàn thiện và toàn ái thì mỗi người chúng ta đều là tội nhân. Và rồi chúng ta đã nghe qua những câu chuyện về cha Phêrô Nguyễn Văn Tường, ngài thuộc giáo phận Vĩnh Long. Những câu chuyện nói ngài bị vạ tuyệt thông và tất cả những điều này, điều nọ trên mạng xã hội có thể chúng ta ít nhiều cũng đã biết đến. Một thông tin mới nhất và cũng xin quý ông bà, anh chị em, tất cả chúng ta cùng cầu nguyện cho chính bản thân mình và cầu nguyện cho cha Phêrô Nguyễn Văn Tường, bởi ngài bị đột quỵ và ngài đang nguy kịch. Hiện tại ngài đã được cha với nick Facebook là Tôi Phan, cha ở Mỹ và ngài hiện đang có mặt tại Việt Nam, ban các phép cũng như là giải vạ tuyệt thông trong trường hợp nguy tử. Câu chuyện về cha Phêrô Nguyễn Văn Tường, trước đây ngài đã bị tòa giám mục giáo phận Vĩnh Long ra vạ tuyệt thông, dứt phép thông công hoặc là rút phép thông công. Đó là một hình phạt của giáo hội Công giáo Roma dành cho những giáo sĩ và giáo dân phạm trọng tội. Khi một người bị tuyên án vạ tuyệt thông thì về bản chất, người ấy bị tách rời ra khỏi sự hiệp thông với những tín hữu khác trong giáo hội, về hình thức là bị khai trừ khỏi tổ chức giáo hội. Lý do được đưa ra là cha Phêrô Tường, ngài đã giảng nhiều điều trái luật của giáo hội Công giáo. Tuy nhiên, ngài vừa bị đột quỵ cấp cứu ở tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS ở Cần Thơ trong tình trạng nguy kịch. Trong bối cảnh đó, ngài đã được cha Thắng với nick danh là Tôi Phan đã có đủ năng quyền và ban các phép cũng như là giải vạ tuyệt thông trong trường hợp nguy tử. Theo giáo lý Hội Thánh Công giáo, việc giải vạ tuyệt thông do Đức Giám mục giáo phận mới có quyền. Tuy nhiên, trong trường hợp nguy tử thì bất cứ một linh mục nào cũng được phép tha mọi tội và giải vạ tuyệt thông tiền hay là hậu kết. Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1463. Trên trang Facebook của cha với nick danh là Tôi Phan, cha nói rằng nguyện xin Chúa tình thương ban cho cha Phêrô Nguyễn Văn Tường sớm bình phục. Tạ ơn Chúa đã ban bình an cho con đi 4-5 tiếng xe hơi về miền Tây, đến thăm và làm các phép cần thiết cho người anh em linh mục. Bây giờ trên đường về, xin Chúa ban cho chúng con về bình an. Thanks be to God. Kính thưa quý vị, chúng ta nhớ lại vào ngày 3 tháng 7 năm 2014. Sự việc xôn xao về bài giảng sai giáo lý được phát tán trên Internet bởi cha Phêrô Nguyễn Văn Tường được giáo quyền giáo phận Vĩnh Long mời về và nhắc nhở. Sự việc trở nên nghiêm trọng khi cha không những không vâng phục về trên mà còn để cho giáo dân la ó chửi mắng hàng giáo sĩ trong giáo hạt. Và điều tệ hại là các video về những sự việc này lại được phát tán trên Internet và gây gương xấu trong giáo hội. Vì tính chất nghiêm trọng của sự việc, cha Phêrô ngài theo như thông báo và nói rằng không vâng phục quyền bính chính đáng, giáo quyền địa phương đã tuyên bố ngài bị tuyệt thông tiền kết. Tuy nhiên trong bối cảnh hiện tại, ngài đã được một linh mục ở tại Mỹ về Việt Nam và giải vạ tuyệt thông trong khi nguy cấp. Ngài đang trong tình trạng không tốt về vấn đề sức khỏe. Xin quý ông bà, anh chị em chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau và cầu nguyện cho ngài. Xin vì tình yêu và lòng thương xót của Chúa, xin Chúa hãy thực hiện những điều tốt đẹp nhất nơi mỗi người chúng ta và nơi cha, để chúng ta là những tội nhân. Chúng ta cũng đang cần và rất cần lòng thương xót và sự tha thứ của Thiên Chúa không ngừng. Chiến đau kiếm chiến lạc đường.
Giêsu và luôn thanh thoát. Xin cho linh mục hằng luôn khao khát nên sống Giêsu mục tử nhân lành. Xin cho linh mục của Chúa say mến luôn thánh thể nhiệm màu. Xin cho linh mục của Chúa luôn dẫn bước kết liên đoàn chiên và luôn hăng hái nhiệt tâm đến với muôn dân khắp trên mọi miền. Xin cho linh mục của Chúa nhiệt tâm luôn sống phúc âm và nên gương mẫu. Xin cho linh mục tình yêu nung nấu đi khắp muôn phương rộng phát tình thương. Xin cho linh mục hạnh phúc đời tu say mến Giêsu và luôn thanh thoát. Xin cho linh mục hằng luôn khao khát nên sống Giêsu mục tử nhân lành. Trước mọi sự đời, xin cho linh mục của Chúa luôn thánh đức chứa tràn niềm vui. Giản đơn và khó nghèo hơn, chúng ta trung kiên hiến dâng đời mình. Xin cho linh mục của Chúa nhiệt tâm luôn sống phúc âm và nên gương mẫu. Xin cho linh mục tình yêu đúng khắp muôn phương rộng phát tình thương. Xin cho linh mục hạnh phúc đời tu say mến Giêsu và luôn thanh thoát. Xin cho linh mục hằng luôn khao khát nên sống Giêsu mục tử nhân lành. Xin cho linh mục của Chúa nên mối men ước mặn tình đời. Chúa nên ánh sáng chiếu soi trần gian, truyền giao ơn thánh trời cao xuống khắp nhân gian khát khao hòa bình. Xin cho linh mục của Chúa nhiệt tâm luôn sống phúc âm và nên gương mẫu. Xin cho linh mục tình yêu nung nấu đi khắp muôn phương rộng phát tình thương. Xin cho linh mục hạnh phúc đời tu say mến Giêsu và luôn thanh thoát. Xin cho linh mục hằng luôn khao khát nên giống Giêsu mục tử nhân lành. Xin cho linh mục của Chúa nhiệt tâm luôn sống phúc âm và nên gương mẫu. Xin cho linh mục tình yêu nung nấu đi khắp muôn phương rộng phát tình thương. Xin cho linh mục hạnh phúc đời tu say mến Giêsu và luôn thanh thoát. Xin cho linh mục hằng luôn khao khát nên giống Giêsu mục tử nhân lành.